Mới đây, công ty Herbalife Việt Nam đã được vinh danh trong bảng xếp hạng top 10 công ty thực phẩm uy tín năm 2023. Theo đánh giá của VN Report, VNR, việc công nhận dựa trên 5 tiêu chí chính, sản phẩm đa dạng và quen thuộc, mạng lưới phân phối rộng khắp, công ty có tên tuổi và doanh nghiệp có uy tín được công chúng đón nhận, giá cả phải chăng, chất lượng sản phẩm cao và an toàn. Kể từ khi được thành lập vào năm 1980, Herbalife luôn thực hiện cam kết cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao đến hàng triệu khách hàng trên toàn thế giới. Các sản phẩm của Herbalife được phân phối chính thức và duy nhất thông qua các thành viên độc lập của công ty, những doanh nhân tận tâm trong việc hỗ trợ khách hàng của mình đạt được các mục tiêu về dinh dưỡng và sức khỏe. Herbalife chính thức hoạt động tại Việt Nam từ năm 2009. Tại Việt Nam, Herbalife hiện cung cấp 9 nhóm sản phẩm bao gồm: nhóm dinh dưỡng hỗ trợ kiểm soát cân nặng, nhóm hỗ trợ sức khỏe tim mạch, nhóm hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa, nhóm hỗ trợ sức khỏe xương khớp, nhóm hỗ trợ tăng cường thị lực, nhóm dinh dưỡng dành cho vận động và tăng cường sự tỉnh táo nhóm hỗ trợ tăng cường sức đề kháng nhóm hỗ trợ sức khỏe cho mái tóc và làn da và nhóm hỗ trợ giúp ngủ ngon và thư giãn